Tại một quán ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, một nam thanh niên đã giả vờ đi nhờ nhà vệ sinh rồi ra tay lấy trộm luôn điện thoại của chủ quán. Nhờ sự cảnh giác, chủ quán đã phát hiện và kịp thời truy cản tên trộm lấy tài sản. Toàn bộ vụ việc đã được camera nóng ghi lại. Mời quý vị cùng theo dõi. Lúc này, quán khá vắng vẻ. Một thanh niên chạy xe máy tới mua nước mang về. Sau khi ngồi quan sát, thấy điện thoại chị chủ để sơ hở. Đối tượng giờ xin đi nhờ vệ sinh rồi cưỡm điện thoại ra xe. Thiết khả nghi, chị chủ đi vào kiểm tra không thấy điện thoại nên đã dũng cảm lao ra ngăn cản, lấy lại được điện thoại. Còn đối tượng thì nhanh chóng bỏ chạy.